công ty ảnh dương phát hành bộ phim Trò Chơi Sắc Đẹp do TVB Hồng Kông sản xuất, giám đốc sản xuất Từ Ngộ An, biên kịch Lưu Tiểu Quần, biên tập Lưu Chi Hoa, đạo diễn Lê Bách Kiên, với các diễn viên Từ Tử Sang, Vũ Dĩnh Chi, Nguyễn Đình Đan, Trần Mẫn Chi, Lê Nạp Lý, Dương Tổ Lam, Quỳnh Trường Hưng, Tào Vĩnh Liêm cùng một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch và lồng tiếng ảnh dương người dịch Quốc An, Bích Ấn, Thanh Tâm, diễn viên lồng tiếng Bích Ngọc, Hà Thao, Nguyễn Mai, Nguyễn Vinh, Thanh Bình, Huy Hồ, Khánh Giang, Huy An, Đình, Khánh Dương, Minh Thảo, Trần Tuấn, kỹ thuật lồng tiếng Vũ Đinh, Thanh Bình. Không phải em kêu anh sẽ không dùng tiểu xảo ở thùng cạc tông. Chị Lê Hồng sẽ không bị gãy chân, cũng sẽ không nghỉ diễn. Không phải em, chị Lê Hồng sẽ không rơi vào cảnh như ngày hôm nay. Cô không phải là người. Các người không muốn làm tôi què. Má, đuổi theo cô. Nè, đuổi theo cô. Má, đuổi theo họ chạy, đuổi theo họ, lên đuổi theo họ. Còn họ đâu? Còn họ đâu? Không biết đi đâu nữa. Má, má không cần lo. Chúng ta báo cảnh sát, hai tên khốn đó chắc chắn sẽ chạy không thoát. Má sợ gì? Bỏ đi. Đã qua nhiều năm rồi. Không bằng không cớ. Cảnh sát sẽ không thụ lý đâu. Đâu thể nào. Lúc nãy chúng ta tận tai nghe họ thừa nhận mà. Chúng ta là nhân chứng. Má là người bị hại. Con là con gái má. Cảnh sát sẽ không tin con đâu. Hơn nữa, bắt được họ thì sao chứ? Bọn họ có thể không nhận. Hai bên giằng co, chỉ phí công sức. Sao có thể bỏ qua được? Vậy có thể làm sao? Về nhà. Về nhà. Nhưng mà bản kết quả đó. Đừng chạy nhanh quá, nguy hiểm lắm. Đã qua mười mấy năm rồi, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? Nói rõ ràng là tai nạn mà, thì cứ để nó tiếp tục như vậy đi. Anh là đàn ông, tự mình gánh chuyện này đi. Anh lập tức xuống xe. Kiếm Phùng à? Tôi kêu xuống xe. Hẹn mà sao về sớm vậy? Canh hầm xong rồi em múc một chén nha. Em biết anh thích uống canh hoài sơn kỳ tử hầm gà ác. Sáng nay em cố ý ra chợ mua, nhưng mà không có gà ác, phải ra Dự Giác mới mua được đó. Nhưng cũng may còn hầm kịp nè. Em đừng tốt với anh quá có được không? Vợ tốt với chồng là chuyện nên mà. Anh kêu em đừng có tốt với anh quá. Anh không phải là người tốt, anh là kẻ xấu. Sao anh là kẻ xấu được chứ? Em có biết không, năm xưa anh dở thủ đoạn hại chị Lệ Hồng té gãy chân, là anh hại chị tàn phế suốt đời. Bây giờ chị bị ung thư, chân bị ung thư có thể sẽ chết đó. Anh có khác gì là hung thủ giết người? Em sợ sao? Lấy một kẻ đê tiện, một kẻ xấu, em sợ phải không? Không phải. Đỗ Đăng mà em lấy là một người tốt. Không phải đâu. Hắn là kẻ xấu, hắn là hung thủ giết người, hắn không phải là đừng người mà, tốt. Đăng à, đừng vậy mà. Sao anh lại hại đừng chết người mà. Sao anh lại hại chết người chứ? Anh là hung thủ giết người. Thành thật xin lỗi, bản kết quả này tôi chỉ có thể cho một mình Trương Lệ Hồng xem. Tôi cũng biết là về thủ tục là không được, nhưng gần đây đã xảy ra một chuyện, vợ tôi bị cú sốc rất nặng.
thậm chí cậu không muốn xem kết quả. Nhưng bác sĩ à, chúng tôi không thể không biết tình hình thực tế được. Anh giúp đỡ giùm đi. Má à, má đừng tự nhốt mình nữa. Má không cần lo kết quả xét nghiệm, ba đã đi lấy cho má rồi. Bác sĩ à, coi như tôi cầu xin anh. Bây giờ vợ tôi có thể bị ung thư, nếu như biết sớm có thể chữa trị sớm. Lỡ như chậm trễ, chữa trị không tốt, vì cả nhà của tôi không biết phải tính sao nữa. Tôi vì con gái không thể mất cổ được. Bác sĩ à, anh giúp tôi, anh nói đi. Tôi xin anh mà. Má à. Ba, sao hả, kết quả xét nghiệm sao rồi? Bác sĩ nói với bà, má con chỉ bị khối u lành, làm tiểu phẫu sẽ không sao đâu. Thật hả? Tôi nói cho bà con nghe đi, bà sẽ về ngay mà. Ừ, dạ được, dạ được. Má à, báo cáo đó nói má không bị ung thư, má không sao hết. Không sao. Mình không sao thật sao? Không biết có phải thật không, Triển Phụng và Đỗ Đăng lại cùng xin nghỉ bệnh. Cậu nói coi, làm sao quay? Có phải không cần quay không? Đạo diễn, hay là quay cảnh của con Lê và Cao Thanh đi. Đành vậy thôi, cậu sắp xếp đi. Đúng là phiền phức. Cao Thanh à, lát nữa quay nhảy vài cảnh của cô có vấn đề gì không? Không, nhưng anh có thể nói với đạo diễn quay cho tôi trước được không? Tôi muốn về nhà sớm với má tôi. Sao vậy, bác gái có chuyện à? Má tôi không được khỏe, vì vậy tôi muốn ở bên má nhiều hơn. Ừ, tôi sẽ cố sắp xếp giùm cô. Cảm ơn. Ừ. Cao Thanh, má cô không sao chứ? Có cần tôi giới thiệu bác sĩ cho bác không? Nè, tôi để ý hai cô lâu rồi. Cô và Cao Thanh tình như chị em, sao gần đây hình như không để ý đến nhau, cãi nhau rồi hả? Nói ra dài dòng lắm. Chắc gì thật ngại quá. Làm việc một lát, tôi có chuyện muốn tuyên bố. Dâm chế. Đi kênh đâu? Đi kênh. Đi kênh qua đây. Dâm chế ơi, có chuyện gì? Đi kênh quay xong Giang Hồ Hào Hiệp truyện, chính thức thăng làm đạo diễn. Tháng này gọi là trợ lý đạo diễn, thì tháng sau phải gọi cô ấy là đạo diễn Trang rồi. Cảm ơn đạo diễn. Làm đạo diễn á. Cảm ơn nha. Làm việc nha. Nhất định. Được rồi. Không biết mọi người nữa, tiếp tục cố gắng đi. Dâm chế à, tôi có chút chuyện muốn thỉnh giáo anh. Có chuyện gì? Nè, chúc mừng anh. Cảm ơn. Tôi cũng chúc mừng anh cuối cùng nguyện vọng thành hiện thực làm đạo diễn. Vậy cũng phải cảm ơn giám chế Lương đã cho tôi cơ hội. Vậy sau này anh phải chiếu cố chúng tôi rồi, đạo diễn Trang. Đừng chơi tôi mà. Này các anh em, nè, vài ngày nữa quay xong sớm, tôi mời mọi người đến sân quá đi club vui vẻ nha. Anh mời chúng tôi không khách sáo đâu. Hay quá. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Cao Thanh, cô nhất định phải tới. Anh kêu thì tôi đi. Tâm Tâm Hà tập hỏi đi. Cô Ly à, cô nhất định phải đến. Bật thi đó, cố ý mở gì cô đó. Gì tôi? Cô biết mà, tôi cũng không thích xả giao. Tôi cố ý tạo ra cơ hội này để cô và Cao Thanh bên nhau. Này cũng thêm người hòa giải này, hai cô chắc chắn không sao. Nè, đủ nghĩa khí chưa? Ừ, cảm ơn. Ấy rồi sao suốt đêm không thấy chị Lệ Hồng vậy? Phải đó. Cô không khỏe để nghỉ ngơi trong phòng đó. Bữa ăn này là tôi và con Giang cùng nấu. Hả? Nè, ảnh mà nấu, không phải quá cay thì cũng rất khó ăn. Nè, không phải sao? Có phải tụi con phải ăn hết hay không? Tùy con thôi. Tại sao hôm nay cha con anh không giống ngày thường vậy? À, các vị cứ từ từ ăn nha. Tôi có chuyện gấp phải qua Macau. Nè, cơm không chịu ăn qua Macau đánh bài hả? Dĩ nhiên không phải là đánh bài, tôi có người bà con bị bệnh ở Macau, tôi phải vội đi thăm ảnh. Nè, thân thiết với chị lắm sao? Phải qua tận Macau thăm hả? Mai lại bỏ lại mọi người. Ê, nhiều chuyện quá, ăn cơm, tôi đi trước nha. Nè Giang à, kêu má coi ra ăn cơm đi. Tôi muốn tìm chị Lệ Hồng đó. À, ông chủ à, có người tìm chị Lệ Hồng. Ủa, cô Doanh, cô đến làm gì? Anh Cai. Chị Lê Hùng. Cô là... Cô là vợ của Đỗ Đăng. Ảnh kêu cô đến sao? Ảnh không có biết tôi đến. Chị Lê Hùng à, chân của chị không sao chứ? Anh Đăng rất muốn biết. Chân tôi. Nói cho anh biết. Không ung thư. Nhưng mà không có nghĩa ảnh có thể đứng ngoài chuyện này, có thể không lo, có thể không ân hận. Ông chủ à,
Chuyện của bà chủ lớn như vậy, không nói cho chúng tôi biết. Phải đó. Chân của chị Lệ Hồng liên quan gì tới Đỗ Đăng? Chị Lệ Hồng, là anh Đăng có lỗi với chị. Anh không nên giở thủ đoạn khi chị ra nông nỗi này. Nhưng mà lúc đầu anh làm vậy, anh chỉ muốn chị bị trật chân không thể đóng phim được thôi. Là không thể đóng, là suốt đời không thể đóng. Cô thấy đó, bây giờ tôi què rồi. Em đừng vậy mà. Tôi thấy anh Đăng bồi thường cho chị nha. Chị muốn tôi làm gì cũng được. Nhưng mà chị Lệ Hồng, tôi xin chị, chị đại nhân đại lượng, chị tha thứ cho anh đi. Chị đừng có bắt anh bồi thường cho tôi. Cô nói bồi thường cho em, bồi thường cho em cái gì? Anh làm em ra nông nỗi này, em nhìn thấy bản thân em còn chán ghét. Được rồi em à. Cô muốn tôi thế nào hả? Tôi không thể làm diễn viên, tôi thích nhất là đóng phim. Chẳng lẽ đập què chân anh Đăng sao? Đập què thì đã sao? Có thể bồi thường gì? Không bồi thường được gì hết. Được rồi, đừng có vậy mà. Bồi thường cái gì? Đừng vậy mày. Làm phiền rồi. Cầu Thanh. Bác trai bác gái. À. Gọi con gấp có chuyện gì vậy? Ngồi đi. Xin lỗi Cao Thanh, con đừng có giận con Nhi nữa. Mấy ngày trước con Nhi về thăm hai bác, nó chưa nói được vài câu thì đã khóc òa. Ba má, cảm ơn ba má nhiều. Cờ quá, ba má cũng không muốn con mất người bạn tốt mà. Đi kênh. Cao Thanh. Chúc mừng anh, Lê Thanh làm đạo diễn. Đây là ghế đạo diễn, hy vọng anh thích. Cảm ơn nhiều. Cô đến trễ làm tôi tưởng cô không đến chứ. Nè, ngồi đây. Ngồi đi. Tôi chỉ ngồi được một lúc, lát nữa còn phải đi thăm má tôi. Rồi tôi hiểu mà. Cái Khanh. Ê, Tấp Tấp. Để tôi giới thiệu, đây là đạo diễn Trang Đình Cần. Chào anh. Cao Thanh Văn được cả nhiên. Vì này là anh Ngô Phương Quý, anh là tài tử của giới địa ốc. Anh đức thân với nhiều ông chủ của giới thời trang và mỹ phẩm, lúc nào cũng có thể giúp chúng ta cung cấp không ít nhà tài trợ. Thường nhìn thấy hai cô trên báo chí tạp chí, từ lâu muốn quen biết với hai cô rồi. Có Lia, lần trước anh rủ em ngồi thuyền ra biển chơi, chiếc thuyền đó là của anh Ngô đó. Sao Doãn Trưởng Sinh ngồi bên đó không được vui vậy? Anh vì đại trường hình đông lạnh, dĩ nhiên tâm trạng cũng vui rồi. Cái gì à, thất lễ nha. Tự nhiên. Được rồi, mọi người nói chuyện đi, tôi đi xã giao. Để cái sáu nha, cứ gọi đủ tự nhiên. Được. Tức là gì? Tôi làm nhiều chuyện chỉ là muốn hai cô giảng hòa. Có xem bộ phim Cánh Cửa Tâm Hồn không? Không sao hết, để tôi giải thích cho hai cô. Và nữ chính trong phim có thể trên tàu điện ngầm gặp được hai kết cục. Một là chuyện vui, còn lại là chuyện buồn. Chọn lựa khác nhau, kết quả khác nhau sao? Hòa giải là chuyện vui, không hòa giải là chuyện buồn. Thực ra không thể làm bạn sẽ rất buồn đó. Vậy tôi chọn... Tôi chọn hòa giải. Thật sao Cao Thanh? Xin lỗi nha, từ đầu đến cuối đều là do tôi không đúng mà. Mãi mãi là bạn tốt. Vậy thì tốt rồi, tức là đại công Cao Thanh. Hai cô phải cảm ơn tôi đi nha. Liên quan gì đến anh? Phải đó. Tôi thấy anh thật sự rất đó. Nhiều đó. Nhìn bộ dạng của anh kìa, cẩn thận. Nè, anh sao rồi? Tôi không sao. Có thể lúc nãy chơi quá vui nên uống nhiều thôi mà. Anh say quá đi, tôi đưa anh về nha. Cũng được, cô đưa tôi về rồi cô sẽ biết tôi sống ở đâu. Cao Thanh, lưu tiền chở cô. Không cần, tôi có biển, tôi tự đón taxi được rồi. Ok, bye bye. Cẩn thận đó. Sao rồi, tỉnh táo chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Còn cô? Tôi đâu có sai. Tôi muốn nói cô và Cao Thanh hòa nhau bây giờ tốt hơn nhiều phải không? Thật sự nếu tính ra tôi cũng có chút xíu công lao đó. Anh nói như vậy là muốn tôi cảm ơn anh. Ok, vậy bây giờ tôi chính thức cảm ơn anh. Vậy được chứ, có cần tặng quà không? Vậy thì không cần. Xưa nay anh đều không khoe khoang, sao lần này cứ nhắc là giúp tôi? Có phải giúp được tôi rất vui không?
Thật ra tôi nên cảm ơn cô mới phải. Tại sao? Cảm ơn cô, tôi biết tôi sống ở đâu, biết tình hình nhà tôi, nhưng trước giờ vẫn không nói với người trong đài truyền hình, giúp tôi giữ bí mật. Tôi không phải là đồ chó săn, nhiều chuyện quá làm gì. Tôi nghĩ anh không muốn nói với người khác chuyện nhà của anh cho nên tôi không nói. Tôi thấy người trong giới giải trí rất bợ đỡ, tôi không muốn nói vì tôi không muốn phiền thôi. Nè, anh giúp tôi. Anh nói không cần tặng quà, nhưng mà tôi giúp anh á, tôi muốn quà đó. Được rồi, cô muốn gì? Chưa nghĩ ra. Nghĩ ra rồi mới nói với anh nha. Sao anh nhìn tôi? Tôi đẹp lắm hả? Phải đó, cô rất đẹp. Tôi đã làm rất lộ liễu, còn không hiểu sao? Em lạnh hả? Để anh cởi áo cho em. Em không phải lạnh. Em nghĩ đến lúc nãy thấy hơi sợ thôi. Sợ gì? Em sợ anh nói: "Chà, con gái gì? Cô làm gì vậy?" Tôi không có cảm giác với cô. Vậy thì em mất mặt rồi. Anh đâu có thể bất lịch sự như vậy. Chuyện này cũng nói lịch sự sao? Thật ra thì anh đối với chuyện này cũng không quen lắm. Anh không theo đuổi con gái sao? Không nhớ nữa, vì từ trước tới giờ anh đều có bạn gái ở bên cạnh mà. Cái gì? Quay phim chính là bạn gái của anh, cặp bồ nhiều năm rồi, hơn nữa còn cảm thấy rất vui. Ha, anh chơi em hả? Anh chết đi, đánh, 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 đánh. Đầu hàng. Ok, đầu hàng. Vậy em phải làm người thứ ba sao? Không phải. Nếu như sau này anh làm đạo diễn, anh sẽ kết hôn với quay phim, vậy thì anh và em sẽ là tình ngoài luật. Người ta nói đàn ông với người bên ngoài tương đối tốt hơn. Anh cũng phải vậy đó. Chà, em nói như vậy áp lực của anh rất lớn đó. Quen với em cũng có áp lực rất lớn. Áp lực gì? Đến lúc em và bạn diễn nam diễn cảnh hôn nhau, anh sẽ ghen tuông, cái đó nó cắt. Hoặc là anh quá yêu em, người ta sẽ ghen tị, nên anh thiên vị đó. Lúc anh quay phim bà con cũng không nhận nữa. Em thì đến trễ đi, em đến trễ anh cũng chửi như thường. Anh dám. Nếu như em càng ngày càng nổi tiếng, anh càng bị áp lực hơn. Lúc đó em là minh tinh lớn, anh là đạo diễn nhỏ. Sau khi anh nhận được giải kim tượng cho đạo diễn xuất sắc nhất, áp lực của em càng lớn hơn. Bởi vì anh là đạo diễn lớn, em là minh tinh nhỏ. Em không là minh tinh nhỏ đâu. Phải rồi, anh nói sai rồi. Vì anh là đạo diễn lớn, em cũng là minh tinh lớn. Em không có áp lực, anh cũng không có áp lực. Ok. Vậy không ok. Thế nào? Hả? Nè, anh quen biết rộng, anh giúp tôi để ý. Tôi có con đường nào tốt không? Ca hát lên sân khấu, cắt băng, người đại diện, chụp quảng cáo cũng được. Anh có giúp tôi kiếm chút thu nhập đi. Chà, anh mở quán bar còn chơi không kiếm đủ, muốn kiếm khắp nơi sao? Kiếm cái gì chứ? Quán bar này khai trương chưa lâu, chưa thu lại vốn, còn phải kiếm tiền sửa sang, mỗi tháng lại phải phát lương. Dạo trước cho người ta mượn 1 triệu, bị cổ xù. Bây giờ tôi rất túng. Sao hả? Cho Khổng Gia Lâm mượn tiền hả? Anh không cần phải buồn nữa. Thật ra anh không cần kiếm thêm khắp nơi hạ thấp mình như vậy. Hay là gì? Tôi trực tiếp nhét tiền vào túi anh. Đừng nói chơi với tôi mà. Xưa nay anh đâu làm chuyện lỗ vốn. Tôi nói nghiêm túc đó. Tôi nghĩ rồi, quán bar này có thể làm. Huống chi tôi cũng muốn tìm một chỗ. Vậy đi, tôi bỏ tiền làm cổ đông của anh. Lúc đó anh có tiền xoay sở rồi. Nè, thì phải cảm ơn anh trước anh luôn. Nè nhưng mà vậy, tôi phải nói trước, tôi làm cổ đông nhất định phải làm cổ đông lớn. Chuyện tiền vốn, tôi 51, anh 49, tôi làm lớn, anh làm nhỏ. Cứ làm vậy đi, mọi chuyện nghe theo anh. Nè, chơi gì đất chán, ra ngoài giới thiệu vài em cho anh, vậy thì sẽ vui vẻ hơn. Thông minh. Nè, ra đi. Hai tiểu sinh giả. Hello, Bo Quy, tôi đúng hồ tốt vậy. Giới thiệu với cô, đây là anh Ngô. Anh Ngô, chào anh, tôi là Bo Quy, rất hân hạnh được gặp anh. À phải rồi, anh có nhìn thấy Tâm Tâm không? Tôi tìm ảnh lâu rồi đó. Lúc nãy tôi còn thấy ảnh mà. Ê, tôi thấy ảnh rồi, lát nữa nói tiếp nha. Lát nữa nói ha. Bye bye. Con này được đó. Cô là của Tâm. Không dụ phụ nữ của bạn, tìm người khác đi. Có nhiều lắm,
Nè, à đi. Nè, giới thiệu với mọi người, đây là bạn thân của tôi, anh Ngô, Mét. Chúng tôi chai rượu vang, làm ơn. Họ đều là người mẫu. Nè, tự giới thiệu đi. Sao? Hai người là người của công chúng, uống thuốc lắc bị người ta nhìn thấy tính sao đây? Anh lo lắng quá làm gì? Chúng tôi chỉ chơi thôi, đâu phải bán đâu. Tại đó anh cũng uống một viên đi, cùng vui vẻ. Ê, không được, không được, không được. Nè, làm phiền hai người tính tiền đi chỗ khác chơi đi. Đừng làm chỗ tôi bị đóng cửa có được không? Tiểu sinh Doãn, anh không phải. Vậy đi đâu mời. Anh làm gì vậy? Anh đuổi họ đi sao? Chỗ này đâu còn minh tinh nữa. Không có minh tinh ai ủng hộ đây? Họ uống thuốc lắc đó. Thuốc đó tôi cho thom thom, mọi người vui vẻ mà thôi. Nè, tôi 51, anh 49. Không thích thì thôi. Nè, nghe tôi nói đi. Anh không nói, tôi không nói, đâu có ai biết chứ. Thông thông cũng đâu làm bậy. Tôi sẽ cẩn thận mà, không có chuyện gì đâu, yên tâm đi hả? Vậy thì tốt. Ê, ngồi xuống mở đại hội cổ đông. Nè, làm ơn, cho tôi chai sâm banh đi. Cao Thanh, gì vậy Suki? Má tôi vừa làm xong phẫu thuật, tôi phải đi đón má. Có chuyện gì? Không phải đâu, tôi có cái này cho Văn coi nè. Văn vào đây. Có gì vậy? Vào đây. Vào đây. Làm gì vậy? Nè, Văn nhìn đi. Hỏi đáp thanh niên về ma túy. Lúc trước Kenny thắng được ở trường. Không mà. Phải nè, bên trong có chai thuốc ho. Thuốc ho? Có khi nào lúc trước bị bệnh uống thừa không? Dĩ nhiên không phải, gần đây nó đâu bị bệnh. Hơn nữa nếu bị bệnh nó đâu cần phải lén lút giấu chai thuốc ho chứ. Cũng phải. Thật ra đám bạn của Kenny rất kỳ lạ. Có khi nào chúng cùng... Phải đó, vì vậy tôi rất sợ mới tìm Văn đến coi tính sao đây. Cô nói cho dì Liên Mỹ biết chưa? Dĩ nhiên là không rồi, nếu để má tôi biết là má tôi sẽ chửi chết luôn. Em thật sự là uống thuốc ho. Nè. Ê, đứng lại. Đừng chạy nha, đừng chạy nha. Nè, Minh Tinh, tới ủng hộ hả? Bên kia có chỗ kìa. À, không cần đâu, chúng tôi ngồi đằng sau là được rồi. Cái gì? Về. 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 Đừng cãi nhau với hắn nữa. Lo chuyện của mình đi. Lát nữa mới gọi, cảm ơn. Ê. Con thấy ba người họ có kỳ lạ không vậy? Mặc kệ họ. Món bia, cà phê. Con đi đâu vậy? Toilet. Người của ba cái gấp. Câu thoại của cậu đúng là dư thừa. Em mau nói đi. Em bắt đầu học uống thuốc ho từ lúc nào? Từ đâu mà có? Không liên quan đến em. Là do đám en coi cho em thôi. Nói là sẽ không bị nghiện. Thật ra em cũng không muốn. Nhưng mà tụi nó nói á, nếu như em không uống thì không làm bạn với em nữa. Vì vậy em mới uống. Nhưng mà chỉ uống có 4-5 lần thôi. Không phải em chứ, lại đi tin tụi nó. Trên TV cũng có nói sẽ nghiện mà. Phải rồi. Chết em rồi. Chị nói cho dì Liên Mỹ biết, kêu dì không cho em về nhà, trường học cũng sẽ đuổi em. Đừng mà. Em xin thề, em nhất định không uống nữa. Sau này nhất định sẽ cai, được không? Em nói đó, đừng nói xong thì thôi. Nhất định. Em đó, sau này đừng để tụi chị thấy thứ này nữa. Không được, đem đổ đi. Phải.
thuốc ho. Gì? Cao Thanh Giang uống thuốc ho? Uống thuốc ho không chùi miệng sao thoát khỏi cặp mắt của con? Vậy con có chụp được hình không? Con vẫn thường nói chụp một tấm hình tốt hơn viết ngàn chữ. Sao con thất bại quá vậy? Trù tính rồi, đây là một sự sắp xếp. Nhà đầu thúi đó làm lần thứ nhất nhất định có lần thứ hai. Đến lúc đó con không chỉ chụp được cổ, còn trực tiếp tải lên blog ngày tháng năm sinh của cổ, số đo 3 dòng toàn bộ phơi ra hết. Mỗi ngày sẽ dùng hình thức nhật ký trực tiếp đưa tin chuyên đề và hành tung của giáo chủ đáng ghét vân vân và vân vân. Đến lúc đó cả thế giới đều sẽ nhìn thấy. Cao Thanh Văn có nhiều tẩy bị tôi nắm, tôi còn không thể uy hiếp cô sao? Còn muốn uy hiếp người ta? Muốn uy hiếp ai? Thì Cao Thanh Văn. Ai uy hiếp Cao Thanh Văn? Nè, rõ ràng con nghe rõ con nói á. Con còn nói y như thiệt vậy, nói chảy cái nước miếng luôn. Con chảy nước miếng với con nhỏ này hả? Thì phải rồi. Con cao lớn uy mãnh đẹp trai phóng khoáng thân thủ bất phàm tài qua vượt bậc, con chảy nước miếng với cổ sao? Thiệt là. Cậu nghe con nói mà. Cậu nghe lầm rồi. Con à? Ê. Con. Ê. Madam. Nè má, vừa mua được điện thoại 3G. Nè mau dạy má cách sử dụng đi, nhanh lên. Con nhất định sẽ không khiến má thất vọng đâu Madam. Ừ. Ê chị hai ơi, điện thoại chị mua giống như hệt của cái thằng Quân á, màu sắc cũng giống nhau nữa. Thì dĩ nhiên, nếu như chị không biết xài, vậy thì có thể trực tiếp hỏi giấy chỉ dẫn người này. Bà Đập quá thông minh. Nhưng mà con đang bận sự nghiệp của con, có thể để hôm khác mới. Không được, sáng mai là má phải dùng rồi. Tức là vậy nè má Đập, thật ra điện thoại mới lúc mua vậy ít nhất cũng phải sạc pin 12 tiếng. Má biết, vậy con mau sạc pin cho má đi. Sáng mai trước khi má bước ra cửa con dạy má cách sử dụng là được rồi. Yes, má Đập, con lập tức đi sạc pin cho má Đập. Ok, đây là mệnh lệnh. Không thành vấn đề Madam. Ok. Được, được Madam đi đi. Ok, okay đi tắm Madam. Sạch chút nha Madam. Lập tức sạch đi cho Madam. Má của con đúng là kỳ nữ thiệt là. Kỳ nữ? Con trai chỉ càng kỳ hơn. Thích minh tinh. Đây là phòng của con. Ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài. Đổi cái này lên trên. Biết cách à? Giám chế là chuyện gì? Giám chế. Tôi thấy Đỗ Đăng còn bao nhiêu cảnh quay, mà chắc quay xong trong 2-3 ngày đi. Thực ra cảnh quay của Đỗ Đăng không còn nhiều, đổi lịch quay có lẽ không sao. Đúng là phiền phức, cả thời gian Đỗ Đăng cũng phải sắp xếp. Anh nói với tôi trong nhà có chuyện cho nên mới vậy thôi. Thông cảm với người ta đi. Thông cảm hả? Tôi thấy ảnh không coi trọng công việc ở đài truyền hình đúng hơn đó. Tôi nhận được tin ở đại lục có ảnh có nhiều đường, nói không chừng sẽ không về luôn. Chúng ta từng là đồng nghiệp, có đường tốt cũng nên mừng cho ảnh chứ. Vậy tôi mặc kệ ảnh. Giám chế à, tôi xuất coi bức ảnh ha. Đi trước cần. Tôi làm việc nha. Chị Phụng, sao chị tới đây vậy? Tôi tìm giám chế từ bàn chút chuyện. Ba. Cô muốn sao đây? Có phải chị kêu Đỗ Đăng trốn qua đại lục, cho rằng chuyện này có thể bỏ qua? Lúc nãy tôi cũng vừa mới biết, quyết định của ảnh là chuyện của ảnh, không liên quan đến tôi. Rõ ràng là chị muốn phủ sạch sẽ chuyện này mà. Thanh giả tự thanh, tôi thực sự không cần phải giải thích với cô. Chị không cần phải rửa, người làm chuyện bị ổi, rửa sao cũng không sạch được đâu. Cười cái gì chứ? Chị đừng có đắc ý quá nói cho chị biết. Bây giờ chúng tôi không tìm được chứng cứ, nhưng cảnh sát rất nhạy, pháp luật rất công minh, chị sẽ bị trả báo, sẽ bị ngồi tù. Cô nói pháp luật với tôi. Ngay cả pháp luật là gì mà cô cũng không rõ. Để tôi dạy cho cô. Chặn cửa không cho tôi ra ngoài, tôi có thể thương cô những người phi pháp. Đến lúc đó người ngồi tù là cô, người bị pháp luật chế tài cũng là cô. Tránh ra. Có phải muốn tôi báo cảnh sát không? Em à. Thùng cạc tông có đủ xài không? Cũng tương đối rồi. Nè, mấy cái đó không xài, anh đem bỏ đi. Ê. Đỗ Đăng. Nè anh đừng hòng đi. Buông tay ra. Nè, cô buông chồng tôi ra đi. Anh là hung thủ hại má tôi bị què, chỉ còn giúp anh.
Anh là chồng của tôi mà. Tôi biết, tôi rất có lỗi với chị. Nếu như anh muốn xin lỗi thì tự đến tìm má tôi. Chỉ biết nhờ phụ nữ ra mặt, anh có phải là đàn ông hay không vậy? Tôi không biết phải làm sao đối diện với má cô. Năm xưa tôi hại chị bị gãy chân, tôi đã ân hận suốt 15 năm. Ngày nào tôi cũng nhớ đến chuyện này. Của Trương Lệ Hồng thì ra là do Đỗ đang làm bạn với. Là đàn ông chỉ biết nói hối hận. Nếu như thật sự ân hận, sao bây giờ không đi tự thú đi mà lại bỏ trốn? Tôi cầu xin cô đừng có thưa ảnh. Em mà đừng có làm như vậy mà. Tôi không thể bỏ lại vợ tôi không đâu. Hai người không cần ở đây đóng kịch nữa. Tôi nói cho anh biết, tôi nhất định tìm được chứng cứ bắt anh. Anh chờ ngồi tù đi. Là vậy đó, mọi người hiểu không? Hiểu, được rồi, dạ, hôm nay đã đến đây thôi, tiết sau gặp lại. Dạ được, cảm được. Ơn. Bye bye. Bye bye. Nè, Madam Khư à, tôi muốn đi Tây Hòa mua đồ biển. Bye bye. Bye bye. Nhưng mà tôi không biết lựa, chị có thể dẫn tôi đi dò giá không? Không thành vấn đề, tôi đi với cô. Hay quá. Nhưng mà tôi phải gọi điện thoại cho con trai tôi đã. Tôi muốn nhờ nó thu lại bộ phim truyền hình tối nay. Được, tôi thu dọn chờ chị ha. Ừ. Nè, có nhìn thấy má không? Dĩ nhiên là nhìn thấy rồi, rất rõ ràng, rất xinh đẹp. Nè, phải rồi, máy điện thoại mới có tốt không má? Dĩ nhiên là tốt rồi. Nè con à, con đang ở đâu vậy? Con đang ở nhà. Nè, không tin cho má coi nha. Xin chào. Cả cậu cũng ở đây. Con trai cưng của má, con xứng với tên gọi, đang ở trong khuê phòng, nửa bước cũng không ra khỏi cửa, con ngoan không má? Vậy thì tốt rồi. Nè, tối nay á má sẽ về trễ một chút, con á giúp má thu lại phim truyền hình lúc 8:30 ha. Tối nay á là tập chót. Yes, madam. Hoàn toàn không có vấn đề, madam. Bye bye. Madam Khư à, lúc nãy người trong điện thoại là con trai chị sao? Phải á. Vậy chị có mấy con trai? Một, và chỉ một mà thôi. Đừng chỉ lo ăn mì. Phim sang qua dự tính chưa? Đang sang này ha. Cậu á không chỉ sang, sau khi sang xong cậu sẽ sang thêm một đĩa DVD dự phòng được chưa? Thông minh quá mà. Thông minh. Theo con nhiều dĩ nhiên thông minh rồi. Điện thoại của sếp tổng làm cái gì vậy? Gọi suốt ngày cũng không ai nghe. Có khi nào đi thăm quý má xa không? Hey, mặc kệ không tìm nữa. Mai giờ tao soạn mới giao phim cho ổng đi. Thật ra lần nào chúng ta cũng giống như chó ăn phân ăn được thịt vậy. Này, ăn nói gì kỳ vậy? Cô đang ăn mà nói cho. Lúc đầu nghĩ mai phục là chuyện nhỏ thôi, không ngờ bị cô mai phục được Doãn Tư Duy và Khổng Gia Lâm có mờ ám. Lẽ ra mai phục em đó uống thuốc ho, vô duyên vô cớ mai phục được Kỳ Án tay đó làm què minh tinh. Ông trời sao quá bất công, vừa cho con đẹp trai vừa cho con tài qua, lại cho con tìm được tin tức tốt, đúng là tốt với con quá đó. Nè, đủ rồi. Nè, nói đi nói lại chúng ta quay được cảnh á Đỗ Đăng Quang làm què chân Trương Lệ Hồng, nhưng thân là một công dân tốt, có phải nên giao chuyện này cho cảnh sát không? Cậu không sao chứ? Chúng ta cực khổ lắm mới quay được đoạn phim đó, đưa cho cảnh sát chúng ta đặng gì? Đặng ngón tay hả? Hey, chúng ta không thể vì tiền mà nghĩ đến luật pháp vì lương tâm xã hội chứ. lương tâm có thể coi như tiền không? Có thể coi như mì không? Chúng ta là chó săn vô lương tâm, đồng thời là bò đấu vô lương tâm. Má lại sinh ra một con bò đấu. Chị, nghe em giải thích đã. Lúc nãy sư phụ Kim nói với má, hai người là đội chó săn, thật sự má chết cũng không tin. Hả? Bây giờ mà còn dỗ ớt chuyện gì cũng thừa nhận, còn gì để nói nữa hả? Nè, nghe em. Nè, cái gì chứ? Giải thích đi madam à. Má không có muốn nghe hai người ăn nói bậy bạ nữa. Đội phim rất quan trọng với Cao Thành, tôi phải mang đi. Nè, làm cái gì vậy? Nè, thằng quỷ sứ này. Trả cho tôi. Trả cho tôi. Làm ơn. Đừng chạy. Trời ơi. Đừng chạy, trả máy cho tôi. Nè, chị cũng chạy nổi tôi đâu. Có giờ đừng đuổi theo. Nè, tôi nhất định đuổi kịp chị. Đội chân ngắn đừng đuổi nữa. Tôi nhất định sẽ đuổi kịp chị mà. Giật đồ. Giật đồ của tôi còn nói giật đồ của chị nữa. Giật đồ. Trời ơi, cái thằng quỷ sứ này con đẩy cổ xuống cầu thang, ác nhân ác đức quá vậy. Liên quan con là cổ tự té thôi mà. Ý ngào cỡ gì vậy? Sư phụ Kiếp à, sao rồi? Nè, không sao chứ? Tôi không sao, tôi ôm chặt mấy quay phim. Nhưng mà cái gì? Chân của tôi. Hả? Không liên quan con à. Hả?
chị Lê Hồng à. Hả? Đi nha. Đi thôi, đi thôi. Cảm ơn chị nha. Chủ, cảm ơn chị đi à. Ăn no rồi chưa? Rồi, đi cảm ơn. Bye bye, bye. Phải rồi bà chủ à. Kenny nó giống tôi lúc trước. Nó uống thuốc ho, chị hỏi thăm nó coi. Nè, tôi đi nha. Gọi cho Giang sao? Đi đi. Đi à, con đi trước rồi. Nha. Bye bye. Khoa đi đã, Kenny. Con đã uống thứ gì mà đờ đẫn quá vậy? Hả? Má à, ở trong bếp không biết, không biết có cái gì hết. Đi với con đi. Nè, con sợ quá à, má đi với con vô trong coi. Nè, trong này nè. Đi đi, đi với con vô trong coi thử đi. Ở đâu rồi ta? Rõ ràng lúc nãy ở đây mà. Sao giờ được không rồi, thấy được rồi, nữa? Được rồi, đừng giả bộ nữa. Thật ra Kenny làm sao? Thì nó suốt ngày chơi điện tử cho đến nửa đêm không ngủ đủ giấc cho nên nó mới... Con nói dối đủ chưa? Không phải má chưa từng thấy Hòa Bình uống thứ đó. Má biết nó cũng vậy. Con nói mau. Đừng nói dối nữa. Kenny uống thuốc ho bị nghiện. Nhưng mà nó đã hứa là nó sẽ không uống nữa. Nghiện thì nguy rồi. Nhất định phải bắt nó cai. Má nó lại không có đây. Có thể làm sao? Có phải báo cảnh sát bắt nó không? Nói gì mà lâu quá vậy? Kenny đó. Alo, về bệnh viện rồi. Quay lén được. Em đến liền, em đến liền. Con đừng mượn cớ chuồng đi nha. Không phải đâu, chị Như bị trật chân vào bệnh viện rồi. Nhưng mà chị nói giật được máy quay trên tay của tên chó săn. Trong đó có quay lén cảnh Đỗ Đăng chính miệng thừa nhận với con chuyện làm má bị thương năm xưa. Cuối cùng chúng ta đã tìm được chứng cớ có thể thưa tên Đỗ Đăng đó rồi. Nè, bây giờ con vào bệnh viện, có gì chờ con về. Chờ con về rồi hãy nói. Sư phụ Kiết à, chân của cô còn đau không vậy? Hai cái đứa này bắt chước người ta làm đổi chó săn, từ từ tính sổ với hai người. Con đó, thằng quỷ sứ à, không chỉ quay lén người ta còn liên lụy đến sư phụ Kiết, bị té nứt xương chân luôn. Má thật sự hối hận sinh làm thằng quỷ như con. Con đã ra đời rồi. Bỏ nó đi. Coi như cậu ấy cũng có công lao. Nếu muốn giúp được bạn tôi á, thì phải nhờ vào nó rồi. Quý Sông, hôm nay chị đi sao? Phải. Sao lại có dự tính gì? Con chưa biết nữa. Nhưng mà anh và vợ anh sẽ ở lại Hạ Môn. Nơi đó là quê của cổ. Có lẽ tụi anh sẽ không về đây nữa. Lần trước em nói chuyện lớn tiếng với anh đừng có trách em. Anh không để trong lòng. Như em nói, quá khứ cứ để nó qua đi. Thật ra anh đi, đối với anh có thể là chuyện tốt. Nhưng có lỗi với chị. Mãi mãi vẫn có lỗi với chị. Nhưng càng không thể có lỗi với người bên cạnh anh. Hay là trước kia đi ăn bữa cơm nha. Không cần đâu. Không biết tới lúc nào chúng ta mới gặp lại nhau. Diễn. Cuối cùng cũng đổ trận tuyết đầu tiên của năm. Còn nhớ trận tuyết đầu tiên năm đó là lúc chúng ta đã gặp nhau. Muội không thể ngờ hôm nay Huynh lại từ biệt muội. Chuyện đời vô thường, Huynh cũng không muốn. Ngày mai trời vừa sáng, Huynh phải khởi hành. Nếu bình minh mãi không đến thì tốt biết mấy. Vậy thì chúng ta không cần phải chia ly. Huynh là người mang tội. Ở lại bên muội chỉ liên lụy muội, khiến mọi chuyện càng phức tạp. Nè, hôm nay Đỗ Đăng và chị Triển Phụng hình như diễn đặc biệt hay, đặc biệt nhập vai đó. Tôi nói họ làm người lúc nào cũng như đóng phim, lúc nào cũng giả đúng hơn. Nếu như ý Huynh đã quyết, muội cũng không thể làm khó cho Huynh. Nhưng mà lỡ như có xảy ra chuyện gì cũng được. Mong Huynh hãy nhớ kỹ, tuyệt đối đừng vì muội mà trở về đây. Tạm biệt. Đi đường cẩn thận, nhớ phải bảo trọng. Xin dừng lại, làm ơn. Nè nè, anh đến đây làm gì? Cảnh sát. Ồ. Tôi là trung sĩ Trần của đội trọng án. Anh là Đỗ Đăng phải không? Phải. Anh bị tình nghi làm tổn thương người khác. Bây giờ chính thức bắt anh. Mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát.
Lần này người bị bắt là Đỗ Đăng. Khi ảnh khai chuyện xấu của chị và ảnh ra, người kế tiếp sẽ là chị.有一种忌讳，是一世。